Kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với kênh Tin Mới. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện nóng và đáng chú ý nào? Tình hình chính trị xã hội trong nước và quốc tế có gì đặc biệt? Hãy cùng đón xem với chúng tôi ngay sau đây. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 24 tháng 9 năm 2023. Thưa quý vị, Trịnh Châu tự hào đầu tư hơn 8 tỷ đô la Mỹ xây thành phố bọt biển chống lụt nhưng vẫn bị nhấn chìm trong trận lũ thảm khốc. Mưa lũ ở Trịnh Châu như một cái tát vào dự án thành phố bọt biển và cho thấy con người khó có thể chiến thắng thiên nhiên. Một người Trung Quốc viết trên mạng xã hội Weibo đề cập đến trận lũ lụt nghìn năm có một tàn phá thủ phủ tỉnh Hà Nam, miền Trung nước này, ít nhất 33 người chết và 8 người mất tích kể từ khi mưa bão trút xuống thành phố Trịnh Châu và các khu vực lân cận ở tỉnh Hà Nam cuối tuần trước. Mưa lũ đã ảnh hưởng tới hơn 3 triệu người trên khắp tỉnh này, buộc hàng nghìn người phải sơ tán, gây thiệt hại kinh tế khoảng 1,22 tỷ nhân dân tệ, khoảng 188,6 triệu đô la Mỹ. Là một trong những tỉnh đông dân và nghèo nhất Trung Quốc, Hà Nam có hơn 99 triệu dân và nền kinh tế phụ thuộc chủ yếu vào nông nghiệp, công nghiệp. Tuy nhiên, tỉnh này là một trong những địa phương ủng hộ nhiệt thành ý tưởng thành phố bọt biển được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nêu ra trong bài phát biểu. Thành phố bọt biển là khái niệm phát triển đô thị tập trung và sử dụng cơ sở hạ tầng bền vững như không gian xanh và diện tích đất hấp thụ nước, giúp đối phó với mưa lớn, dự trữ nước và tái sử dụng cho mục đích khác. Trung Quốc đã triển khai các chương trình như vậy tại nhiều thành phố trên cả nước. Tại Hà Nam, thủ phủ Trịnh Châu được đầu tư 53,4 tỷ nhân dân tệ, khoảng hơn 8,2 tỷ đô la Mỹ trong một dự án thí điểm kéo dài, nhằm biến đô thị hơn 12 triệu dân này thành một thành phố bọt biển. Theo quy hoạch tổng thể, thành phố Trịnh Châu sẽ được quy hoạch 191 kênh thoát nước lũ trong khu vực đô thị chính, xây dựng và cải tạo công viên bọt biển cũng như tạo vùng đệm sinh thái ở hai bên bờ sông. Kế hoạch ước tính đến năm 2023, diện tích khu vực đô thị chính của Trịnh Châu đáp ứng yêu cầu xây dựng thành phố bọt biển sẽ chiếm 22,5% tổng diện tích của dự án. Trong gần 5 năm qua, Trịnh Châu đã triển khai hàng loạt dự án xây dựng cảnh quan xanh, hệ thống bề mặt thấm hút nước cùng hệ thống tích trữ và tái sử dụng nước mưa. Thống kê cho thấy tổng cộng 5.162 km đường ống thoát nước đã được xây dựng thông qua dự án. Năm ngoái, lượng nước tái sử dụng lên tới 380 triệu tấn, không còn tình trạng phải lội nước trong những ngày mưa và không có nước đọng trên mặt đường. Tôi là người thấy rõ sự thay đổi này. Truyền thông địa phương dẫn lời ông Ly, một cư dân của Trịnh Châu nói, Cục Xây dựng Đô thị Trịnh Châu tuyên bố kể từ khi xây dựng thành phố bọt biển đến nay, 125 điểm đê bị lũ lụt đã được loại bỏ, chiếm 17%. Ngoài ra, Trịnh Châu cũng đã xử lý các vùng nước ô nhiễm, bốc mùi trong khu vực đô thị. Tuy nhiên, trận lũ cuối tuần qua đã làm tê liệt mạng lưới giao thông và gián đoạn nguồn cung điện nước của Trịnh Châu, làm dấy lên tranh luận trên mạng xã hội. Khi nhiều người đặt câu hỏi tại sao thành phố lại bị ngập lụt nghiêm trọng như vậy, dù đã chi rất nhiều để cải thiện cơ sở hạ tầng kiểm soát lũ. Hề Wanwei, một cựu phóng viên, cũng chia sẻ một bài đăng về việc xây dựng thành phố bọt biển ở Hà Nam và đặt câu hỏi tại sao 53,4 tỷ nhân dân tệ lại được đổ vào đây. Mọi người có muốn tôi tìm hiểu không? Nhiều người khác cho rằng trận lũ là một minh chứng cho thấy tham vọng thành phố bọt biển Trung Quốc không hiệu quả như nhiều người vẫn tưởng, thậm chí cho rằng đây chỉ là sự lãng phí tiền của. Tuy nhiên, nhiều người dùng Weibo lại cho rằng cách chỉ trích như vậy là không công bằng, bởi Trịnh Châu cuối tuần qua phải hứng chịu lượng mưa lớn bất thường trong thời gian quá ngắn. Theo truyền thông địa phương, dự án thành phố bọt biển của Trịnh Châu có khả năng ứng phó với các sự kiện thời tiết xuất hiện trong vòng 200 năm trở lại đây, hoặc lũ lụt nghiêm trọng có xác suất xảy ra là 0,5% trong năm. Trong khi đó, dữ liệu của cơ quan khí tượng Trịnh Châu cho thấy đợt mưa lũ này là nghìn năm có một, đồng nghĩa xác suất là 0,1%. Quy kết lũ lụt ở Trịnh Châu cho vấn đề xây dựng thành phố bọt biển là một sự hiểu lầm về kiểu thành phố này. China Science Daily dẫn lời giáo sư thủy văn Yuo Keating của Đại học Trịnh Châu. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là tại sao thành phố bọt biển thất bại trong đợt mưa lũ này? Chen Qianhu, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Thành phố Bọt Biển của Đại học Công nghệ Chiết Giang cho rằng đợt mưa lũ ở Hà Nam hiếm gặp và không thể giải quyết chỉ bằng cách xây dựng thành phố bọt biển. Chen nói thêm, dựa trên phân tích kỹ thuật, thành phố bọt biển có thể giải quyết các vấn đề nước mưa từ thấp tới trung bình, trong khi đợt mưa lớn ở Hà Nam vượt quá khả năng xử lý của hệ thống.
cơn mưa ở Trịnh Châu rất hiếm gặp và thảm họa xảy ra không liên quan gì đến việc xây dựng thành phố bọt biển, ông nói. Theo Cục Khí tượng Trịnh Châu, từ 20 giờ ngày 23 tháng 9 đến 20 giờ ngày 24 tháng 9, lượng mưa trong 3 ngày ở thành phố này đã đạt mức 617,1mm, gần bằng tổng lượng mưa trung bình của cả năm. Lượng mưa hàng giờ và lượng mưa một ngày cũng vượt kỷ lục lịch sử 60 năm kể từ khi Trịnh Châu được thành lập năm 1951. Khi đối mặt với lượng mưa lớn trong thời gian ngắn như vậy, nhiều chuyên gia cho rằng cần có các biện pháp bổ sung cho thành phố bọt biển, như xây dựng hệ thống ngầm sâu hơn để trữ nước khi trời mưa lớn và bơm trở lại nước vào sông hồ trong những khô hạn. Hệ thống thoát nước hoàn thiện hơn cũng là giải pháp cơ bản để tránh ngập úng. Thưa quý vị, Giang Nam và Nam Trung Quốc đã xảy ra lũ lụt, lở đất và sạt lở đất nghiêm trọng. Gần đây, hầu hết các khu vực phía Nam vẫn có mưa lớn dẫn đến lũ lụt, lở đất và sạt lở núi nghiêm trọng. Theo thống kê mới nhất từ Tổng cục Phòng chống lụt bão và hạn hán quốc gia, tính đến thời điểm hiện tại, mưa lớn đã ảnh hưởng đến 1,432 triệu người tại 5 tỉnh Phúc Kiến, Quảng Tây, Tứ Xuyên, Quảng Đông và Giang Tây, 42 người chết, 36 người mất tích và hơn 6.000 ngôi nhà bị sập, thiệt hại kinh tế trực tiếp khoảng 2,04 tỷ nhân dân tệ. Trả lời phỏng vấn của phóng viên, Phó Tổng Tư lệnh Bộ Tư lệnh Quốc phòng kiêm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên nước Chen Lei cho biết, tình hình lũ lụt ở miền Nam có 4 đặc điểm chính. Một là lượng mưa lớn, lượng mưa từ 80 đến 150mm. Thứ hai, quá trình mưa kéo dài và có 14 đợt mưa lớn liên tiếp ở Nam Trung Quốc. Thứ ba, các con sông vừa và nhỏ có lũ lớn và mực nước cao. Sông Mekong và Heyang, các nhánh của sông Xinjiang ở Quảng Tây, thượng nguồn sông Ganjiang ở Giang Tây và thượng nguồn sông Shanjiang ở Hồ Nam đã ngập vượt quá mực nước cảnh báo. Trong số đó, sông Yulong ở tỉnh Phúc Kiến có lũ vượt quá mực nước đảm bảo. Sông Linhui, một nhánh của sông Minjiang và sông Xinqiao, một nhánh của sông Yulong có lũ vượt quá kỷ lục lịch sử. Chen Lei cho biết Trung ương Đảng và Quốc vụ viện rất coi trọng công tác phòng chống lũ lụt, yêu cầu sắp xếp lại và triển khai lại công tác phòng chống mưa bão, đồng thời nỗ lực hết sức để hoàn thành tốt công việc phòng chống lũ lụt, giảm nhẹ và cứu trợ thiên tai. Kể từ ngày 10 tháng 9 đến nay, cơ quan quốc phòng đã 5 lần ra thông báo. Vừa qua, cơ quan này đã 2 lần phát động ứng phó khẩn cấp cấp 4 của cơ quan quốc phòng, đến nay nâng cấp ứng phó lên cấp 3. Gần đây, 6 nhóm công tác đã được cử đến Phúc Kiến, Quảng Tây, Quảng Đông, Hồ Nam, Tân Cương và những nơi khác để hỗ trợ các địa phương trong công tác kiểm soát lũ lụt và cứu trợ thiên tai hiện nay. Ngày 14, tại thị trấn Sinh Khin, Nam Bình, tỉnh Phúc Kiến, lũ lụt hoành hành và tràn vào nhà dân. Trong 2 ngày qua, mưa lớn đã đổ xuống quận Yanping và lượng mưa lớn đã gây ra các thảm họa địa chất như sạt lở đất và lở đất ở nhiều nơi ở Yanping và Suchang. Theo dự báo khí tượng, những ngày gần đây ở Giang Nam, Nam Trung Quốc và Tây Nam Trung Quốc có quá trình mưa lớn. Theo yêu cầu của Bộ Tư lệnh Quốc phòng, các địa phương cần tăng cường lãnh đạo, thực hiện trách nhiệm, tăng cường công tác dự báo cảnh báo sớm, tăng cường tham mưu, ứng phó khẩn cấp kịp thời, tăng cường công tác phòng chống lụt bão, đảm bảo an toàn hồ chứa, thủy điện, đặc biệt tăng cường phòng chống lũ cho các hồ chứa, hồ thủy điện đang có biện pháp thi công đảm bảo an toàn trong mùa lũ. Tăng cường phòng chống sạt lở núi, sạt lở đất, thiên tai lũ quét và thực hiện các phương án cảnh báo sớm, phòng chống và tăng cường bảo vệ an toàn kè sông trong mùa lũ. Quan tâm chống lũ cho các sông vừa và nhỏ, tăng cường điều động khai thác các công trình thủy lợi, tích trữ, chống lũ kịp thời theo dự báo, đồng thời phát huy tối đa vai trò của các công trình thủy lợi trong phòng chống lũ, giảm nhẹ thiên tai trên cơ sở đảm bảo an toàn công trình. Động đất ở thị trấn Đông Xiangkun, huyện Yaogao, tỉnh Sơn Tây. Thưa quý vị, vào lúc 22 giờ 57 phút ngày 19 tháng 9 đã xảy ra một trận động đất 5,5 độ Richter ở khu vực Xiangxitan, Sutuan, huyện Đại Đồng và thị trấn Đông Xiangkun, huyện Yaogao, tỉnh Sơn Tây. Và một trận động đất 6,1 độ Richter xảy ra vào lúc 1 giờ 01 phút ngày 20 tháng 9 và một trận động đất 5,6 độ Richter nữa xảy ra lúc 2 giờ 20 phút. Vào lúc 18 giờ ngày 19, một trận động đất mạnh 5,0 độ Richter đã xảy ra tại thị trấn Subao, huyện Đại Đồng. Tính từ đầu năm đến ngày hôm nay, cả nước đã xảy ra 4.125 trận động đất, trong đó có 7 trận động đất mạnh từ 5 độ đến 6 độ Richter, 16 trận động đất mạnh từ 4 đến 4,9 độ Richter và 79 trận động đất mạnh từ 3 đến 3,9 độ Richter. Khu vực tâm chấn cao nhất với cường độ là 8 độ Richter. Trận động đất đã làm hư hại các thành phố và quận như Đại Đồng, Dương Cao, Hunyan và Quảng Lĩnh ở tỉnh Sơn Tây.
Dương Nguyên ở tỉnh Hà Bắc và Phong Trấn ở Nội Mông ở các mức độ khác nhau, làm 17 người thiệt mạng. Trận động đất này là trận động đất lớn nhất xảy ra ở miền Bắc Trung Quốc sau trận động đất Đường Sơn năm 1976, đồng thời cũng là trận động đất mạnh nhất xảy ra ở vành đai địa chấn Sơn Tây kể từ trận động đất Kinh Lu năm 1815. Tính đến ngày hôm nay, số trận động đất lên tới 6.802, kèm theo đó là 4.999 trận động đất có cường độ dưới 1,0 độ Richter, 1.563 trận động đất dưới 1,0 độ Richter, 1.563 trận động đất từ 1,0 đến 1,9 độ Richter, 138 trận động đất từ 2,0 đến 2,9 độ Richter, 78 trận động đất từ 3,0 đến 3,9 độ Richter và 4,0 đến 4,9 độ Richter. Trong đó có 18 trận động đất từ 9 độ Richter, 5 trận động đất từ 5,0 đến 5,9 độ Richter và 1 trận động đất mạnh 6,1 độ Richter. Khu vực cảm nhận được của trận động đất có đường kính 500 km từ vịnh Bột Hải ở phía đông, Tế Ninh ở Nội Mông ở phía bắc, Trường Trị ở tỉnh Sơn Tây và An Dương ở Hà Nam ở phía bắc, Bắc Kinh và Thiên Tân ở phía đông và Bao Đầu ở Nội Mông ở phía tây. Thái Nguyên thủ phủ của tỉnh Sơn Tây có rung chuyển mạnh nhất. Tại khu vực có cường độ 8 độ Richter, cuộc điều tra vĩ mô của Bộ phận động đất cho thấy tâm chấn vĩ mô của trận động đất này nằm ở làng Bao, thị trấn Sian Tian, huyện Đại Đồng. 32% nhà ở bị sập, 41% hư hỏng nặng, 14% hư hỏng vừa và 12% hư hỏng nhẹ. 5% nhà kết cấu gạch gỗ hư hỏng nặng, 6% hư hỏng vừa, 45% hư hỏng nhẹ và 44% về cơ bản còn nguyên vẹn. Các vết nứt trên đập, cống dẫn nước và ống khói cao. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.